là cho nhiều mộc vào một lũ ấy. Là đông cả hát xin chào anh em nhá. Nay lại đi tuyển chim rồi anh em ạ. Hiện nay là em đang có mặt trên Hòa An. Hòa An thì cách trung tâm thành phố Cao Bằng tầm độ 18 cây như này. Ở đây, đến đấy, tầm 18 cây như này. Thì đang có mặt của tại nhà anh Đà. Từ trước em có mua một con mồi của anh Đà ấy. Thì hôm nay anh Đà bảo là anh em lên xem có con nào ưng không, vào mắt không hay là như nào thì anh ấy chuyển nhượng lại. Thì cũng bắt về để giao lưu với anh em luôn. Anh ấy treo thử một con trước đây này. Những cái hàng này đều là, nó là hàng mộc dở các bác. Mộc dở có con nuôi đến 7-8 tháng, có con nuôi đến 1 năm rồi. Thì để em quay cho anh em xem nhé. Sáng đi thì mưa quá, đường liếc các thứ mưa. Định bảo là mang một con chim ở nhà lên để test, xem con nào còn ít chơi hay ấy. Thì để bắt, nhưng mà mưa quá không ấy được. Em tưởng treo ở đây. À ok. Đây, anh ấy bảo vào trong phía trong này treo này. Đây, vào trong phía trong này. Ở đây anh ấy có 4 con mộc. Thế anh lại đem vào đây à? Không treo ngoài đấy nữa đúng không? Để em quay kỹ cho anh em xem nhá. Ở dưới đây cũng có một con. Đây có 5 con này anh em. Có ai người dài phết đấy anh nhờ, màu cũng cao. Trục xạo này. Còn bên cạnh này. Con này bị đầu hơi xước ở nhà. Thứ ba này. Và hơi xa cho sát vào nhau một tí. Treo sát 5 con ở phía trong này được không anh? Đây, cho nó. Cho con cho con lồng đỏ đấy với cái con ở ngoài chơi cánh ấy, cái con thứ hai ấy, chơi cánh ấy, cho nó vào với nhau để nó chơi anh ơi. Ừ đấy, đúng rồi. Con đấy vào cạnh con lồng đỏ ấy. Găm phết đấy. Ở bên dưới anh ấy nuôi khá là nhiều gà. Anh đấy thì sư kê. Đấy thì ok luôn này. Con lồng áo đỏ vẫn cứng hơn anh nhỉ. Anh nuôi bao nhiêu lâu rồi con này à? Con lồng đỏ này. Vâng. Lồng đỏ này được 5 tháng đấy. À lồng đỏ này được 5 tháng đấy. Bóng bộ mượt nha. Không cầm được con chim lên thôi, hơi tiếc. Cầm con chim lên được thì ngon. Tiếc mỗi con lồng áo đỏ. Tổng bây giờ anh còn mấy con à anh? Anh còn mấy con? Còn nhiều. Còn nhiều. 20 con liền á? Ở đâu nữa? Nhà ở trong nhà nữa. Ở trong nhà nữa. Ui dồi, nhiều thế. À, đẹp này anh ơi. Con lồng mới lấy ra này. Con này nuôi lâu chưa anh? Con mới lấy ra này. Con gần 5 rồi. Gần 5 rồi. Yếu lửa lắm. Nhà vẫn thấy yếu lửa. Giọng thì hay. Bộ to phết đấy. Quay lại hai chị Linh này. Vẫn hoạt đấu. Năm tháng này, gấu phết này. Chân chiếc này.
chim có thái độ tốt các bác. Cái hàng này về gột năm sau chơi được. Và con chim nó đã gấu như thế này. Mạnh hay nhờ này, lấy cái con lồng giả thái kia với cho vào gần con lồng áo đỏ đi. Lấy giúp anh. Đấy, treo cái lồng giả thái vào. Ba con này là thấy thái độ nhất. Đây là hàng mộc dở thôi đúng không anh? Còn trong nhà là những cái hàng cứng à? Trong nhà cũng mộc dở. Thế anh tầm nhiều đấy nhỉ? Mạnh vào nhà lấy cái con để ở kia ra xem nào. Xem nào, có chơi không? Con kia thì cái nhà nó lại thất thường. Đây trước mặt đấy, nhớ cái đây treo kia nào. Ở kia trước cái ác ấy. Đấy, em vừa mới em ra thêm. Được đây mà. Gấu nha. Về lâu chưa anh con này? Con này gần 5 năm. Ôi, cái cam của em nó bị hơi nước các bạn. Quay nó bị hơi nước hay là hơi mờ. Đại mã bao nhiêu rồi? Nhìn nó chim cũng nhanh chim lắm. Con mồi bao bao rồi. Sao nhà vậy? Ra thêm bông nhỉ? Kéo cái thể gào vào đây ông nghĩ. Con lồng màu tím với da này. Hay. Đầu cũng to. Tranh thủ quay bởi vì cho anh em xem mấy nét. Nhưng mà cái cam của em thì hơi mờ. Nhưng mà anh em chịu khó một tí nhá. Gấu. Đây bây giờ lại chơi như này Mạnh ạ. Lấy cái con lồng lồng áo tím này cho vào với con lồng áo đỏ. Cho nó solo rồi xem nào. Này gấu con. Nhìn con chim nó nhanh chim kìa. Đây. Cam bắt đầu ổn định lại rồi anh em ạ. Nó là sự đam mê của quay lại con này nhá. Chẳng hạn như phong lan ấy. Nhiều ông bảo mẹ phong lan nàn nhất gì giống như tôi. Giữ chim, chim giữ đẹp. Nhiều ông mà màu đổ nhá. Màu đinh đổ. Họng to. Chim sụp sạo lắm. Như anh đấy bảo nhá, con này đi vào gần ấy, sách lồng thì vẫn dẫy lắm. Con chim già các bạn. Ngồi được hơn một năm nhưng mà vẫn dẫy. Mà treo lên là bắt đầu chơi. Con chim này thì bản đuôi nó cũng khá dày anh em ạ. Như lúc nãy thì anh em đoạn đầu ấy thì anh em cũng thấy rồi đấy. Nó cũng có cái trạng thái là chim xòe, chơi xòe nhá. Rất là đẹp. Đấy, cánh chơi tốt. Cầu tốt, thái độ cũng tốt luôn. Nó đang sục với con bên cạnh này. Hai con nó sục gấu. Đấy, có người đi lại phát là con chim nó chững lại ngay. Kiểu cảm giác nó vẫn sợ người. Còn người đứng yên lại phát là ok. Như con này đánh giá đây. Nhìn con chim mê chưa anh em? Chân cũng rất là khô luôn nhé.
màu đánh nhau. Quách 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 quách, từ 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 mạnh ơi, bỏ 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 nó ra, tách nó ra, tách nó ra, rũ hết lông rồi. Này, anh em để ý nhé, thằng em vào này, con chim nó vẫn bay ầm ầm như này mà, chim nó già đấy. Tĩnh lại một tí là nó lại bắt đầu dậy chơi. Lại đầu gấu ngay. Những cái hàng mộc dở này nó rất là nhạy cảm anh em ạ. Nhiều khi nó đang chơi như này, mình vào cầm lồng di chuyển, chuyển chỗ ấy, thì nhiều khi con chim nó lại không chơi nữa. Đấy. Nên là anh em nuôi chim anh em để ý nhá. Tạm chia tay cái dàn mộc phía trước này nhá. Chúng ta đi vào nhà đến cái dàn mộc phía sau nhà anh đấy. Ở đây anh đấy cũng có này, treo này. Nhiều phết các bạn. Úi dồi ôi, sẽ còn thành hóa. Nhìn được không? Nấp à? À. Thấy không? Thấy mà. Thấy, thấy, thấy. Nãy anh đấy mang cái con lồng. Đây, đây còn 1, 2, 4, 5 con. Dạ, chè mùi, màu mùi kìa. Thái độ con này cũng được. Này lông lá thì vẫn còn hơi kém, lồng cáp quang này bắt được này. Có hai con cạnh con này được. Ôi con này quả chuối nó che mất rồi. Lông hơi kém. Chim nhà cảm giác nó chưa có lửa nên là chim nó không ấy, không đầu lắm. Hai con một tháng lông ấy. Hai con này một tháng lông hết à? Của thái độ thôi được không? Quay lại với cái khu bếp của anh đấy thì lúc nãy con đầu của em vào ấy. Đây này, test thử thái độ cũng được này. Anh ấy bảo con này là một lông cánh trắng. Đây này, phía bên vai bên phải. Nhà để nó nhảy lên nữa. Cảm giác nó vẫn sợ người ấy nhỉ. Con này đang thay lông đó nhé, nhìn này. Thôi nó thay lông thì chắc là cho nó nghỉ ngơi nhé. Quay ra ngoài phía ngoài kia thôi. Chắc cầm con này ra nốt đi. Thế là hết rồi đúng không anh? Cú. Đó. Một lượt nữa cho anh em xem nhá. Đây. Đây cái con mồi này đợt trước em lên đấy, nhưng mà gà anh đấy không bán đấy các bạn. Mồi bao nhiêu năm rồi. Anh phải nhốt ra cái lồng lồng ấy à, lồng gì nhỉ, lồng nuôi to nó đỡ hỏng lông đuôi. Con
con ở đây suốt rồi. Giọng hay, giọng to, vâng. Rồi đi rừng, nói chung là thành tích các kiểu ok lắm các bạn. Nhìn con chim dã man. Ê, nó thấy mồi của anh đấy chưa? Cực kỳ gấu luôn. Giọng cũng to, hoàn chỉnh. Nhưng mà anh để cái bộ lông này phí quá anh ạ. Thật. Chim nhìn hay thế mà để phí quá. Nghe mê chưa các bạn? Giọng dã man. Cái này là lượn giọng chim mồi thì hay.